thì hướng dẫn cho cô là cách hơi thở này, cách nhìn này, rồi các động tác làm như thế nào cho đúng và phù hợp và đúng với động tác của người tập yoga. Thì thực sự là hôm nay là có rất rất có nhiều cái lợi ích cho các cô đi tập yoga. Đặc biệt là thầy nói về những cái điều chuyên sâu hơn về yoga mà từ trước đến giờ mình chưa được tiếp cận. Hầu như là mình đều tập yoga theo một cái phương pháp rất là máy móc, không hiểu được cái sự chuyên sâu của nó. Và hôm nay đến với hội thảo thì mình được thầy giúp đỡ về cái việc mình hiểu hơn, sâu hơn về bộ môn yoga. Những tế bào thần kinh, neuron thần kinh đó có khả năng kết nối cực tốc độ với hai bán cầu não để lập tức phát ra được những... Hơn 2 tiếng đồng hồ, diễn giả yoga Lê Hồng Thùy, giám đốc Yoga Việt đã đem đến cho hội thảo nhiều trải nghiệm sâu sắc của việc luyện tập yoga có tác động như thế nào đến việc chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đặc biệt là hai vấn đề sức khỏe đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người trung niên và cao tuổi, vấn đề xương khớp và cân bằng nội tiết tố. Bởi tần suất xuất hiện của hai bệnh lý này ngày càng cao và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động, chất lượng cuộc sống của mỗi người. Không chỉ được chia sẻ về triệu chứng, các tác hại, nguyên nhân của việc mất cân bằng trong vấn đề sức khỏe, diễn giả yoga Lê Hồng Thùy cũng đã chỉ ra nhiều nội dung khoa học cụ thể, các bài tập thực tế về kiểm soát hơi thở chi tiết, dễ hiểu và dễ thực hành giúp các hội viên yoga của Trung tâm Thể dục Thể hình và Yoga Fit 24 Thanh Hóa khám phá cách đánh thức và kích hoạt năng lượng bên trong chính cơ thể mình, giúp họ có thể đạt được sự cân bằng và kiểm soát trong cuộc sống, thoát khỏi sự hỗn loạn và đau khổ, đem lại cảm giác tĩnh tâm. Căng tay, vươn căng đôi tay lên, thở tự nhiên, chuẩn bị lần hai, hít sâu. Cũng theo diễn giả Lê Hồng Thùy, các hình thức luyện tập các bài tập yoga nhằm khắc phục những hạn chế của cơ thể được cho là khá tốt, nhưng tốt chưa phải là đủ. Các bài tập đó sẽ làm cho căng cơ, khớp, toàn bộ hệ thống xương và gây ra tổn hại cho các gốc điện tự do ở cấp độ tế bào. Chính vì vậy, việc thực hiện các tư thế yoga kết hợp với hít thở đúng sẽ giúp khí huyết lưu thông, điều hòa nội tiết tố, cơ thể xương khớp khỏe mạnh dẻo dai và tinh thần thoải mái. Chúng ta sẽ được làm rõ hơn trong những buổi hội thảo. Bởi vì khi chúng ta đến với phòng tập, huấn luyện viên sẽ hướng chúng ta ngay đến với các asana. Và không có nhiều thời gian để giải thích cho chúng ta là tại sao chúng ta phải thực hành như vậy. Ví dụ, chẳng hạn, tôi đưa ra một ví dụ là chúng ta chắp tay ở trước ngực như vậy. Thì khi chúng ta tham gia những buổi hội thảo như vậy, chúng ta sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn là khi chúng ta chắp tay lại như vậy, thì huyệt lao cung ở lòng bàn tay của chúng ta sẽ được kích hoạt. Các dòng điện sinh học trong cơ thể của chúng ta sẽ được điều hòa từ tay phải sang tay trái. Các dòng điện sinh học sẽ điều hòa như vậy và sẽ làm cho thần kinh vai gáy của chúng ta được điều hòa. Và luân xa tim của chúng ta, nhịp tim của chúng ta ở đây sẽ được điều hòa chỉ thông qua một động tác như vậy. Những buổi hội thảo như vậy sẽ dành thời gian để giải thích ra được rất nhiều asana một cách sâu sắc hơn. Và lúc này những người học viên sẽ tập bằng sự hiểu biết của mình, chứ không phải chỉ tập giống như một cái máy hoặc tập như một hình thức chúng ta học vẹt nữa, mà lúc này chúng ta đã tập với một hình thức cao hơn, đó là chúng ta thực hành động tác và chúng ta hiểu động tác một cách sâu sắc. Có nghĩa rằng lúc này chúng ta đã làm được một việc giống như một thông điệp của yoga, đó là sự hợp nhất giữa thể xác và tinh thần được thực hành trong người học viên đó. Hơn 2 tiếng đồng hồ có thể chưa giúp học viên khám phá hết những lợi ích cũng như tiềm năng mà bộ môn yoga mang lại. Tuy nhiên, những chia sẻ của diễn giả Lê Hồng Thùy dựa trên quan niệm yoga là thiền động, thiền là yoga tĩnh đã đưa người luyện tập đến gần hơn sự cân bằng, tĩnh lặng, tận hưởng niềm vui mà cuộc sống này mang lại, giúp cân bằng các nguồn năng lượng và cảm xúc, từ đó làm cho bản thân ta giữ được các mối quan hệ bền vững hơn. Sau hội thảo này, Trung tâm Thể dục Thể hình và Yoga Fit 24 Thanh Hóa sẽ tiếp tục duy trì và tổ chức thêm nhiều cuộc hội thảo với những chủ đề khác nhau, không chỉ giúp cho các hội viên yêu thích yoga mà còn các hội viên thể lực, thể hình để hiểu và nắm rõ hơn về bộ môn mình đang theo đuổi, từ đó có phương pháp tập luyện khoa học và tích cực hơn.